2019, Đảng bộ phường Cốc Lếu thành phố Lào Cai đã hoàn thành 20 trên 20 mục tiêu đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường. Bước vào đầu nhiệm kỳ 2015-2020, việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị trên địa bàn phường cũng gặp không ít những khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao và sự ủng hộ của người dân, phường Cốc Lếu đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra. Đặc biệt là trong công tác quy hoạch, quản lý đô thị của phường cũng có nhiều chuyển biến rõ nét. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phường Cốc Lếu đã vận động nhân dân đóng góp trên 10 tỷ đồng để xây dựng tiểu công viên Hồng Hà, Hoàng Liên, lát đá các tuyến phố Hòa An, Sơn Tùng, Soi Tiền, Đình Lễ, An Dương Vương, Cáo Lỗ, cải tạo thay thế 234 cây xanh trên các tuyến phố, thay thế biển quảng cáo, trong đó có nhiều hộ gia đình đã đóng góp hàng trăm triệu đồng. Đến nay, toàn phường có 36 trên 38 tuyến phố đạt tiêu chí tuyến phố văn minh. Mình đã là một người bí thư ấy, thì nói thật với chúng tôi phải gương mẫu trên nhiều cái phương diện. Một là mình phải gương mẫu, mình làm được thì mới tuyên truyền được, và khi thực hiện cái kế hoạch của thành phố gửi xuống rồi cái sự chỉ đạo của Đảng ủy Ban nhân dân phường ấy thì chúng tôi đồng loạt triển khai. Đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ qua là kinh tế của phường tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Trên cơ sở xác định du lịch, thương mại là lợi thế của địa phương, Đảng bộ phường Cốc Lếu khuyến khích tạo động lực cho các thành phần kinh tế trên địa bàn phường phát triển, kinh doanh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 4.800 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với năm 2015, đạt 190% mục tiêu nghị quyết. Tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 98%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 120 triệu đồng trên người trên năm. Kết quả trên chính là tiền đề để Cốc Lếu bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025 với những định hướng sát, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chủ đề của đại hội trong cái nhiệm kỳ tới thì chúng tôi cũng xác định là phải phát huy được cái sức mạnh của toàn dân, xây dựng phường Cốc Lếu có kinh tế phát triển nhanh, bền vững, đô thị thì văn minh và hiện đại. Thì chúng tôi cũng xác định là ba cái lĩnh vực mà mang tính đột phá. Lĩnh vực thứ nhất đấy là nâng cao chất lượng các cái tiêu chí tuyến phố văn minh kiểu mẫu, trong đó thì tập trung đẩy mạnh công tác xã hội hóa chỉnh trang đô thị, cải tạo cây xanh và thực hiện có hiệu quả các cái mô hình tự quản cho khu dân cư về công tác quản lý và xử lý vi phạm. Nhiệm vụ đột phá thứ hai trong cái đó là thuộc về lĩnh vực kinh tế, là nâng cao cái chất lượng và phát triển mạnh cái hệ thống dịch vụ. Tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực của mỗi người dân, phường Cốc Lếu sẽ phát huy lợi thế, không ngừng vươn lên xây dựng đô thị văn minh hiện đại.